Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này Ngọc Ánh sẽ quay một cái vị trí nhà tại Hậu Ái, Vân Canh, Hoài Đức. Mọi người ơi, vị trí rất là mới luôn, nó là thuộc huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Với căn nhà này thì thông số nhà như sau: diện tích là 3m2, thiết kế và xây dựng là 4 tầng, với mặt tiền của ngôi nhà 3m75, mặt hậu 3m75, hướng nhà là hướng đông nam. Vị trí của cái căn nhà này nó rất là gần với trường cao đẳng FPT, gần với trường Đại học Đông Á, gần với lại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Với cái căn nhà này đã được hoàn thiện xong hết, chỉ việc xách vali về và ở ngay đường ngõ trước nhà. Thực tế đây mọi người nè, đây đây là cái phần đường ngõ trước nhà. Đó, ngõ trước nhà nó khoảng tầm 2m2, cách với trục đường ô tô đi lại ở kia nó chỉ khoảng tầm 20m thôi mọi người ạ, 15-20m thôi. Giao thông đi lại rất thuận tiện. Đây là cái phần mặt tiền của ngôi nhà đã được hoàn thiện xong hết chỉnh chu. Với cái những cái căn nhà này thì toàn bộ là có ban công mở hướng ra bên ngoài được. Phần hoàn thiện bên ngoài thì toàn bộ ốp đá granite. Cửa chính của ngôi nhà thiết kế 2 lớp, bên ngoài là cửa sắt mỹ thuật và bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp quý vị nha. Đây ạ. Đó. Với cái phần hoàn thiện toàn bộ chỉnh chu của ngôi nhà này thì cái phần phòng khách của ngôi nhà đó, chủ nhà đã lắp cho mình sẵn một bộ bàn ghế sofa ở đây rồi. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện, quạt trần. Đó. Với cái phần mặt tiền của ngôi nhà 3m75 cũng không phải là quá nhỏ. Và diện tích của ngôi nhà là 30m2, 4 tầng, thiết kế ra sao. Đây là phần tầng 1, thì ngoài cái phần phòng khách, ở đây còn có một cái phần phòng bếp. Phòng bếp đã được hoàn thiện chỉnh chu rồi. Ở cái phần mặt bếp là ốp đá granite. Với cái phần tủ bếp thì là toàn bộ là tủ gỗ. Đó. Và phụ kiện bếp đi kèm thì là có chậu rửa, vòi rửa. Với cái căn nhà này, hồ sơ điện, hồ sơ nước đều đã được lắp đặt đầy đủ chỉnh chu, chỉ việc dọn đồ về và ở. Với cái nhà này nó rất là gần với cái trục đường 422B ở cái đường Vân Canh, trục đường chính mọi người ạ. Từ cái nhà này mà ra từ cái trục đường chính đấy nó chỉ phạm vi bán kính khoảng tầm 150m thôi. Giao thông đi lại rất là thuận tiện, gần với lại Ủy ban Nhân dân xã Vân Canh, gần với trường tiểu học mầm non cấp 1, cấp 2, giao thông đi lại thuận tiện. Và ở phía tầng 1 của ngôi nhà thì còn có một cái phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này thì đáp ứng cho quý vị đầy đủ về cái hệ thống bồn cầu cũng như là cái vòi rửa và gương ở đây. Đó, cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Ngọc Ánh review rất là cụ thể chi tiết đường hướng giá cũng như là cái ngõ ngách vào nhà, vị trí xung quanh nó được tối đa ADA đến khoảng tầm 95% mọi người ạ. Còn vẫn tuy nhiên thì vẫn có cái 5% xê dịch mọi người nhá. Giá chào bán của căn nhà này 3.030 triệu đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nhà nào có nhu cầu. Ngoài cái phần ở phòng bếp phòng khách thì ở đây là có một cái vách gỗ CNC này, và ở đây là có một cái tủ ở dưới đấy để mọi người có thể thiết kế trang trí để đồ. Ngoài các review tầng 1 rất là cụ thể, mời với cho em lên trên phía tầng 2, 3, 4 của ngôi nhà xem ngôi nhà này thiết kế ra sao nhá. Với toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ phía dưới tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là gỗ lim. Mặt bậc của bậc cầu thang thì là ốp đá đen cổ trắng. Và tầng 2 của ngôi nhà thiết kế như thế nào ạ? Một phòng ngủ rất là rộng. Với cái căn nhà này thì chủ nhà tạo cho mình toàn bộ cái nội thất các phòng ngủ mọi người ạ. Đây, với tầng 2 và tầng 3 tạo cho mình 2 phòng. Đấy, tất cả các phòng ngủ thì đều có cửa sổ thông thoáng hướng ra phía bên ngoài, ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Đây, một chiếc giường rất là chắc chắn, phòng ngủ rất là rộng, rất là vuông vắn. Với cái giường ngủ này đó, kích thước của nó là 1m8, 2m mọi người ạ. Hệ thống trần thạch cao đây, đèn led đây, và một cái chiếc tủ quần áo rất là xinh xắn, cửa lùa. Đây ạ. Chỉ việc xách vali về và ở ngay với cái căn nhà này thôi, cho đúng hiện trạng. Thiết kế rất là hợp lý. Cửa ở đây, cửa phòng, cửa thông phòng. Thiết kế là cửa gỗ. Ngoài ra, với cái phòng vệ sinh ở phía tầng 2 đáp ứng cho quý vị đầy đủ công năng, bồn cầu, hệ thống sen tắm cũng như là cái lavabo, bàn đá. Đó. Phòng vệ sinh khá là rộng rãi, có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài thông thoáng, ống chờ dây chờ bình nóng lạnh mọi người ạ. Và mời cho em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà xem tầng 3 thiết kế ra sao với cái căn nhà này, những 4 phòng ngủ cơ mà. Mời cho em. Với thiết kế của ngôi nhà thì 4 phòng ngủ, tầng 2 là 1 phòng ngủ rộng, tầng 3 là 2 phòng ngủ. Đó, đây là cái phía phòng ngủ ở phía tầng 3 mọi người ạ.
Bên ngoài đây cũng được chủ đầu tư thiết kế giường và tủ, cửa thông thoáng, hướng nhà là hướng đông nam, cho nên là cái ngôi nhà này nó cũng rất là mát nha quý vị. Mùa hè thì mát, mùa đông thì ấm. Tất cả các phòng ngủ thì đều được lát sàn gỗ công nghiệp. Đây, cửa phòng ngủ thiết kế toàn bộ là tủ gỗ, cửa gỗ. Tiếp theo một cái căn phòng ngủ nữa ở phía tầng 3. Đây ạ. Đây là phía phòng ngủ. Cái phòng này thì nó hơi nhỏ một chút so với cái phòng bên ngoài nha mọi người. Đó. Tuy nhiên thì quý vị có thể áp dụng cái phòng này để làm phòng làm việc hoặc là có thể để đồ. Cái này là tùy công năng sử dụng của mỗi hộ gia đình. Đây. Phòng vệ sinh ở phía tầng 3. Đáp ứng công năng sử dụng theo từng tầng cho quý vị. Và phần còn lại đó chính là tầng 4 của ngôi nhà. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên phía tầng 4 của ngôi nhà để khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế như sau. Gồm một phòng ngủ, một phòng thờ và một sân phơi. Đây chính là cái phía căn phòng ngủ tiếp theo, căn phòng ngủ thứ tư của ngôi nhà đây ạ. Đấy, ngập tràn ánh sáng vào trong căn nhà này. Đi lại giao thông rất là thuận tiện. Với cái căn nhà này thì là nó đi ra tới bến xe Mỹ Đình rất là gần. Quý vị nào đó có con em học ở trường cao đẳng FPT và trường Đại học Đông Á thì có thể tham khảo cái căn nhà này, hoặc là học ở trường Đại học Công nghiệp cũng vậy. Đó. Đây là có một cái phòng thờ mọi người ơi. Đây ạ. Phòng thờ của ngôi nhà. Nhỏ nhắn xinh xắn hợp lý, cũng được lát sàn gỗ. Phần còn lại đó chính là sân phơi. Thì đây chính là cái phần sân phơi của ngôi nhà. Căn nhà này hiện tại đang là thoáng trước sau. Với phần đằng trước cũng có cái vườn đằng trước và đằng sau cũng vậy, rất là thoáng. Ngoài xin nhắc lại với mọi người, căn nhà này nó thuộc hậu Ái Vân Canh, Hoài Đức. Giá chào bán của căn nhà 3 tỷ 030 triệu đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với quý vị nào có nhu cầu, mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về cái căn nhà này, vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhá, 0983013403 hoặc 0888041414. Mọi người xem video của Hoàng thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em. Nhớ đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ Nhà Tốt nhá. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.